Ba. Không đâu. Sao cháu lại về đây rồi? Sao mà cái thằng A Giao chẳng bảo gì bà cả? Cháu còn chưa nói cho nấy cơ. Để cháu kể cho bà sau nhé. Về rồi, tốt quá rồi. Trưa nay cháu muốn ăn gì? Bà gọi điện bảo A Giao mua cho cháu. Không cần không cần, bây giờ cháu sẽ đi tìm anh ấy. Được được được. Nay người ta khai trương, nó đã hứa đưa tiểu hồ lô đi xem múa lân. Cháu biết rồi, lát gặp ở nhà nha. Cháu đi nhé. Đi từ từ thôi nhé. Tốt quá. Hay. Hay. Chú già bên kia sao cơ? Cháu nhìn thấy chị Hồng Đậu rồi. Trông giống tôi đúng không? Cháu còn xem nữa không? Không xem nữa chú cho xuống nhé. Chú già mỏi cổ rồi. Cháu chưa chán, cháu muốn xem tiếp. Hay. Em nhỏ thế này sao lại chen vào đám đông thế? Nhỏ bị ngã rồi người ta dập phải em thì sao? Nhưng em không nhìn thấy, thế cũng không được chen. Chị, không phải chị đi rồi sao? Chị về rồi. Nào, chị nói cho em chuyện này nha. Em cẩn thận, đừng để bị đẩy đấy. Hey. Sao thế Đà Đà? Chị Nana dẫn người đến xem homestay, gọi chú qua. Chị Nana đưa ai đến? Tại sao lại bảo cháu qua nói? Chị Nana dẫn người đến xem homestay, gọi chú qua. Được. Chị Nana dẫn người đến xem homestay, gọi chú qua. Chú biết rồi. Hay. Xin chào, tôi là Tạ. Xin chào, tôi là Hứa Hồng Đậu. Anh có biểu cảm gì đấy? Bị dọa hết hồn rồi à? Tạ Chi Giao, không phải chứ? Anh kích động sắp khóc rồi hả? Xem lại đến úp đột ngột thế. Đâu có đột ngột đâu. Em cân nhắc lâu lắm đấy. Em cố ý. Em cố ý mà. Muốn xem anh phản ứng thế nào. Xem lại nhìn anh qua màn hình điện thoại thế. Em đang quay video mà. Em sợ em kích động quá khóc thì có. Anh lấy đâu ra tự tin thế? Anh xem lại tạo hình của anh đi. Anh tối qua chưa gội đầu. Em nhận ra rồi. Bình thường ngày nào anh cũng gội đầu. Tại Chi Giao, em quen anh đâu phải ngày một ngày hai nữa. Xem lại đến đây. Em ấy à? Vẫn chưa đủ rõ ràng à? Em đến xem homestay. Không phải chính anh nói sao? Bảo em cân nhắc chuyện gì đây phát triển. Lúc trước em bảo đợi xây nhà sách xong đã mà. Bây giờ giá tốt là thời cơ tốt nhất để bắt đầu. Sau khi nhà sách thiều qua được xây dựng, chắc chắn sẽ giúp nơi này phát triển hơn. Thế rồi càng ngày càng tiến nhanh. Em đã có thông tin nội bộ rồi. Bây giờ không bắt đầu thì đợi đến bao giờ nữa? Đợi đến khi giá thuê nhà tăng à? Em muốn đến mở homestay à? Em nói chưa đủ rõ à?
Lập nghiệp là mạo hiểm lắm nhé. Cảm ơn đã quan tâm. Em tìm được đối tác rồi. Ai thế? Tạm thời giữ bí mật. Chào mừng em tới chứ hả? Em cân nhắc kỹ rồi hả? Không chào mừng thì thôi. Không không, đâu có không chào mừng đâu. Chỉ là bây giờ anh còn hơi ngơ. Hành lý của em đâu? Nana mang về tiểu hiện cho em rồi. Anh đi nói với Hoàng Hân Hân nhé, đừng cho người khác xem homestay nữa. Giá cả cứ chốt theo giá lúc trước anh nói với em. Được không? Được. Vừa hay lát nữa anh đi họp ủy ban thôn để nói với cô ấy. Thế em về tiểu diện trước nhé. Tối nay anh sẽ sắp xếp. Anh sắp xếp cái gì? Mở tiệc. Chào mừng em trở lại. Tối gặp. Let me hold your hand.